Hey Mina-san, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Sa sau đây để qua. Như chúng ta thấy thì bạn này muốn có thật là nhiều tiền. Và nếu như có nhiều tiền thì bạn ấy sẽ đi du lịch cùng với gia đình. Vậy thì câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đây? So desu ne, okane ga tasan attara kasoku to roko ni ikimasu. Và một ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là thể thông thường chia về quá khứ cộng với ra. Về má thành về ta, tính từ đuôi y bỏ y cộng với cách ta. Tính từ đuôi na bỏ na thành đắt ta và danh từ sẽ là đắt ta. Có nghĩa là nếu giả sử và dùng khi người nói muốn biểu thị ý kiến, tình trạng, yêu cầu của mình trong trường hợp điều kiện được giả định. Điều kiện giả định thường dùng với moshi, chia tất cả về thể thông thường ở quá khứ cộng với ra. Ví dụ, okane ga tasan attara kasoku to roko ni ikimasu. Nếu có nhiều tiền tôi sẽ đi du lịch cùng với gia đình. Ở đây chúng ta có động từ arimasu thành attara. Arimasen nakattara. Atsui atsukattara. Genki genki dattara. Ame ame dattara. Như ở ví dụ này chúng ta thấy nếu thời tiết tốt thì chúng ta sẽ đi bộ, tản bộ ở công viên cùng với con chó. Vậy thì câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Tenki ga yukattara inu to koen o samboshimasu. Tenki ga yukattara inu to koen o samboshimasu. Nếu thời tiết tốt tôi sẽ đi tản bộ ở công viên cùng với con chó. Và ở ví dụ tiếp theo như chúng ta thấy thì nếu như máy tính bị hỏng thì chúng ta sẽ gọi cho cửa hàng đồ điện. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào nếu như áp dụng một công thức vừa rồi? So desu ne, pasokon ga koso dattara denki ga o yobimasu. Pasokon ga koso dattara denki ga o yobimasu. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Chào cô đây đấy, mata kondo onegai tashimasu.